Quang Thầy xin chào mọi người và đối các bạn ở Nghi Lan thì đi tham gia những tour nào là những tour khám phá nhất nè. Đó chính là những tour mà chúng ta có thể luộc trứng, luộc bắp ở tại những cái giếng nước nóng tự nhiên như thế này ha. Và chúng ta chỉ cần bỏ trứng, bỏ bắp vào đó và chỉ đợi khoảng 13 đến 15 phút là có những món ăn tuyệt vời rồi. Và các bạn chỉ ngồi ở cái bên và đợi thế này. Ok. Ấy, bây giờ tôi thiếu. Bây giờ sao lại khớt tan? Bây giờ sao lại khớt tan? Bây giờ 6 khớt mà? 6 khớt. 4 khớt? Ấy, không đúng. Không phải chúng ta, không phải chúng ta. 哇, các bạn nên chú ý nhé, cái việc lấy trứng nhầm là một trong những việc mà rất là thú vị tại nơi đây ha. Và trên mỗi cái giỏ trứng sẽ là có những cái con số, như đó các bạn khi luộc trứng nên nhớ là cái cây của mình là con số mấy ha. Sau đó mình đem những cái trứng nóng này qua cái nguồn nước lạnh kế bên để ngâm nước lạnh cho trứng lạnh ăn ha. Và bên trứng bên trong sẽ các bạn sẽ thấy nó lòng đỏ như thế này, cực kỳ ngon ha, có thể ăn liền tại chỗ. Sau khi ăn trứng xong á thì các bạn có thể là đi ngâm nước nóng kế bên ha. Đây là một trong những nước nóng nổi tiếng nhất của Đài Loan ở trên núi Thái Bình. Và vừa ngâm nước nóng vừa nhìn xung cảnh xung quanh ha. Chúc các bạn tham gia tour núi Thái Bình thật là vui vẻ. Chào và tạm biệt.